Nhiều người dân tại miền trung Philippines đã bày tỏ lo lắng ngành du lịch địa phương và sinh kế sẽ bị ảnh hưởng sau sự cố tràn dầu từ một tàu chở nhiên liệu vừa qua. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, tàu MT Princess Empress chở khoảng 800.000 lít nhiên liệu công nghiệp thì gặp sự cố động cơ vào ngày 28 tháng 2 khi biển động. Sau sự cố tràn dầu ra biển, giới chức Philippines đã áp quy định cấm câu cá và bơi lội ở thị trấn ven biển Pola, Chúng tôi rất buồn vì tất cả khách du lịch đã đặt chỗ cho chúng tôi trong đợt tới đều đã hủy đơn sau khi nghe tin về sự cố tràn dầu. Tác hại của sự cố tràn dầu là rất lớn. Đầu tiên, họ sẽ không thích đến những khu nghỉ mát hay bãi biển này vì họ sẽ bị hạn chế hoạt động. Trên thực tế, nhiều người dân sống tại khu vực này kiếm sống chủ yếu nhờ vào các hoạt động du lịch. Họ lo lắng sẽ mất đi một nguồn thu nhập đáng kể khi lượng khách tới đây giảm theo các chuyên gia những tác động gây hại đến môi trường biển từ sự cố tràn dầu đã trở thành mối đe dọa đối với sự đa dạng sinh học trong nhiều năm tới bên cạnh đó người dân địa phương cũng sẽ mất đi một nguồn cung lương thực ổn định